Guinness World là cái tên vô cùng hot trong 2 năm trở lại đây khi đã tạo ra một cơn sốt là người người đầu bi, nhà nhà đầu bi. Tuy nhiên, dù sở hữu 33 triệu người dùng nhưng Guinness World vẫn bị gán cho mác là đồng tiền điện tử lừa đảo. Hãy cùng mình điểm qua một số điểm cho thấy Guinness World mang đầy tính mập mờ và rủi ro cao. Thứ nhất là về mặt tổ chức nhân sự. Hiện tại trên LinkedIn Guinness World giới thiệu đội ngũ nhân sự với hơn 70 thành viên. Thế nhưng những tài khoản cá nhân được cho là thành viên của dự án thì họ thực chất là những người tham gia với tên gọi là người giao dịch tiền điện tử. Nhưng họ không có bất cứ chức danh của một doanh nghiệp cụ thể chuyên nghiệp, đầy đủ các phòng ban như marketing, kế toán, giám đốc điều hành. Điều này đã tạo ra bước nghi ngờ đầu tiên đứng đằng sau mức màng của Guinness World. Thứ hai là chưa có blockchain, công nghệ xương sống ở trong thế giới tiền điện tử. Nếu muốn hoạt động một cách nghiêm túc giống như các nền tảng và các tên tuổi khác, khi cần ra mắt blockchain chính thức của mình, đó được xem là bước đầu của xây dựng tên tuổi, hình ảnh trên thị trường kỹ thuật số, để có thể tạo niềm tin cho ở nơi người dùng. Thế nhưng Bi chỉ cam kết và hứa hẹn giống như hoạt động của một tổ chức đa cấp mà không thay vào đó là hành động cụ thể. Thứ ba là có khả năng xâm phạm và đánh cắp thông tin của người dùng. Nhiều chuyên gia cảnh báo khi cho biết Bi có dấu hiệu xin hàng loạt các ID truy cập từ thiết bị, thông tin danh bạ, lịch sử cuộc gọi, bộ nhớ và kiểm tra tình trạng kết nối mạng, chặn các ứng dụng khác và chạy khi khởi động. Đặc biệt, tính năng chặn các ứng dụng khác được xem là vô cùng quan trọng trong dữ liệu của người dùng. Nó có thể khiến cho người dùng bị đánh cắp tài khoản và đánh cắp mật khẩu ngân hàng, theo các chuyên gia an ninh mạng cho biết. Không những vậy, Guinness World còn bị phát hiện khi liên tục gửi các gói dữ liệu bất thường cho bên thứ ba như là social.app và jroom.com. Thứ tư là đồng tiền Bi từng bị sàn giao dịch tiền điện tử CoinMarketCap đánh giá gây tranh cãi, khiến nhiều người phải suy nghĩ trước khi bỏ tiền vào. Một vài tên miền của đồng tiền này nằm ở trong danh sách đen hay bị cảnh cáo từ các ứng dụng phòng virus như là SmartGreen, VirusTotal hoặc là Microsoft Edge. Những người hưởng lợi duy nhất từ Guinness World là các nhà đầu tư khi mà họ thu thập được dữ liệu của người dùng và hiển thị quyền quảng cáo. Với người dùng, họ chẳng nhận được gì ngoài đồng Bi và hy vọng tương lai là sẽ có giá trị. Mới đây, Guinness World cho biết tổng cung của đồng Bi sẽ là 100 tỷ USD, nhưng mà 20% trong đó sẽ dành cho đội ngũ phát triển. Thông tin này khiến cho những người đào Bi trước đó cảm giác như bị phản bội. Nhiều thợ đào Bi cho biết hàng chục ngàn Bi mà họ đã khai thác được trong nhiều năm qua chỉ có giá trị là vài USD khi nguồn cung biến thành 100 tỷ USD. Với những điều trên thì bạn nên cẩn trọng khi mà có ý định tham gia vào Guinness World.